Hello các bạn, ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức là tích hợp cái buổi họp Zoom vào lịch ở trên Google. Đấy, thì rất là thuận tiện khi chúng ta lập thời khóa biểu và dạy học online. Đấy, thì đầu tiên để làm được như vậy thì mình sẽ vào trang zoom.us, sau đó kéo xuống phía dưới và download phần gọi là Browser Extension, tức là phần mở rộng cho trình duyệt. Đấy, đây. Thì đây là nếu bạn dùng Chrome thì chúng ta tải bấm vào nút là Get đây, from Chrome đây. Còn nếu mà dùng Firefox thì bấm vào đây. Đấy, bây giờ mình đang dùng Chrome thì mình sẽ bấm vào đấy, để mà thêm cái phần mở rộng này. Và phần mở rộng này có tên là Zoom Scheduler. Đấy, thì mình sẽ thực hiện cái việc là cài đặt cái phần mở rộng này vào trình duyệt. Đấy, bằng cách là bấm vào nút là Add to Chrome. Đấy, hộp thoại hiện ra thì mình sẽ chấp nhận bấm vào nút add. Đấy, và đây sau khi mình add xong thì Zoom đã được add thẳng lên trình duyệt dưới dạng một cái biểu tượng ở trên cái thanh công cụ ở trên của trình duyệt. Đấy, sau đó bạn bấm vào cái biểu tượng này và chúng ta có thể là đăng nhập bằng tài khoản Google, hoặc là nếu như bạn đã có tài khoản Zoom thì mình sẽ đăng nhập phía dưới. Đấy, tài khoản Zoom ở đây. Trước đó bạn đã phải đăng ký trên trang chủ Zoom rồi thì bạn đăng nhập vào. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở trình duyệt và gõ vào là calendar.google.com. Thì đây là cái chương trình, thế là cái ứng dụng lập lịch của Google. Đấy. Đây, đường dẫn của nó đây, thế là đường link calendar.google.com. Đấy. Và tiếp đó chúng ta tạo một cái buổi một một cái lịch họp. Đấy, bằng cách bấm vào nút create và nhập cái tên của buổi họp. Đấy, các thầy cô có thể là tạo một cái lớp học ở trên này. Đấy. Đặt tên cho lớp học này. Thì đây nó có dạng là một cái sự kiện, hoặc là một cái lời nhắc, hay là một cái nhiệm vụ, thì ở đây mình để là event, tức là một cái sự kiện, một sự kiện lớp học diễn ra chẳng hạn. Đây là thời gian, ngày từ mấy giờ đến mấy giờ và đây là ngày kết thúc. Đấy. Phần này là add guest, tức là mình sẽ phải nhập cái email của những cái người tham gia vào đây. Đấy. Thì mình nhập lần lượt là từng người. Đấy, hoặc nếu như chúng ta có một cái nhóm Google Group mà trước đây mình đã add mọi người vào rồi thì chúng ta chỉ cần nhập cái tên tên nhóm vào đây là được. Nó sẽ gửi được email của tất cả những người trong nhóm đấy. Đấy. Và đây là cái phần mô tả thêm đấy cho cái buổi họp hay là lớp học này. Và phần quan trọng nhất là chúng ta sẽ bấm vào nút là Make it a Zoom meeting, tức là đây là buổi họp qua Zoom. Chúng ta bấm vào nút này. Đó. Thế thì ở đây nó sẽ hiển thị một cái hộp thoại thông báo rằng là có một số người ở trong danh sách khách mời đấy mà bạn vừa nhập vào á, thì bạn có muốn gửi đi không? Đấy, thì vì là chúng ta đã nhập trực tiếp bằng tay cái địa chỉ email của một người nào đó thì cho nên là mình vẫn gửi, đúng không? Đấy, vẫn gửi đi đó. Và sau khi gửi đi rồi thì cái người có địa chỉ email trong danh sách đó sẽ nhận được một cái email như này. Đấy, và họ sẽ bấm vào là join room meeting. Đấy, bấm vào vào và họ sẽ vào họp luôn. Đấy, và ở trong cái email này cũng có sẵn cái đường link để họ bấm vào là vào thẳng phòng họp luôn, hoặc là họ có thể nhập các cái thông số mã phòng họp và mật khẩu đã được gửi trong email. Đấy, thì đấy chính là một cách thức là tích hợp cái buổi họp Zoom vào trong cái lịch. Đấy, rất là thuận tiện cho việc chúng ta sắp xếp lịch họp trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.